Sawasdee ka. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cách pha sinh tố và học tiếng Thái. Okay, let's go. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về từ vựng nguyên liệu để làm sinh tố Việt quất ngày hôm nay. Nguyên liệu đầu tiên đó chính là những quả Việt quất như thế này. Những quả Việt quất như thế này trong tiếng Thái được gọi là blueberry, blueberry, blueberry. Và nguyên liệu tiếp theo của mình sẽ là sữa tươi trong tiếng Thái đó chính là nôm sột, nôm sột, nôm sột. Nôm có nghĩa là sữa, còn sột có nghĩa là tươi. Cái từ sột này có thể dùng để nói về rau tươi này, hay là khuôn mặt tươi tắn thì cũng dùng từ sột này. Nôm sột có nghĩa là sữa tươi. Và tiếp theo, nguyên liệu tiếp theo của chúng ta sẽ là, đây chính là sữa chua. Sữa chua trong tiếng Thái là yogurt, yogurt, yogurt. Và sữa chua này có vị là vị dừa, dừa trong tiếng Thái là má pháo, má pháo. Và nguyên liệu tiếp theo của chúng ta đó chính là mật ong trong tiếng Thái là nám phưng, nám phưng, nám phưng có nghĩa là mật ong. Phưng có nghĩa là ong, nám có nghĩa là nước, nám phưng có nghĩa là mật ong. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ không thể thiếu những vật dụng như sau. Đây là ly, khi mà mình xay sinh tố xong thì mình sẽ bỏ vào ly. Và ly trong tiếng Thái, ly hay là cốc ở trong tiếng Thái là keo, 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 keo có nghĩa là ly hay là cốc. Và để xay sinh tố thì chúng ta không thể không có máy xay sinh tố, đúng không? Và máy xay sinh tố pam 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 pam. Và đây chính là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố trong tiếng Thái gọi là Krương pan nám phun la mái. Ok. Krương pan nám phun la mái. Krương có nghĩa là máy. Những cái máy móc thì đều gọi là krương. Và pan có nghĩa là xay. Nám có nghĩa là nước. Phun la mái có nghĩa là trái cây. Như vậy là Krương pan nám phun la mái, dịch đúng nghĩa của nó sẽ là máy xay nước trái cây hay là máy xay nước hoa quả. Krương pan nám phun la mái. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đổ blueberry này vào trong một cái cốc, cốc xay sinh tố. Và tiếp theo thì mình sẽ đổ sữa chua vào trong cốc. Thì mình sẽ cho nám phưng vào. Mình sẽ đổ nôm sột này vào trong cốc một chút thôi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã đổ xong tất cả những nguyên liệu vào trong một cái cốc. Sau khi mà đã đổ được tất cả các nguyên liệu vào trong một cái cốc này rồi thì bây giờ mình sẽ dùng nắp để đậy lại và bắt đầu xay. Trong tiếng Thái, nắp gọi là phả. Như các bạn đã biết ở trong bảng chữ cái tiếng Thái ấy, thì chúng ta có phở phả, đúng không? Thì đây chính là phả, phả. Bây giờ chúng ta sẽ đóng nó lại hay là đậy nó lại, gọi là bịt, bịt phả. Bịt phả có nghĩa là đóng nắp lại. Rồi. Và bắt đầu xay. Đây là cái ly hay là keo trong tiếng Thái. Mình sẽ đổ sinh tố ra ly. Đổ là thề, thề. Đổ ra cốc thì gọi là thề lồng keo. Thề lồng keo có nghĩa là đổ vào cốc. Ok. Bây giờ chúng ta cùng thử nhé. Thử có nghĩa là lòng. Nếu mà thử nếm thì gọi là lòng chim, lòng chim.
Lon chim. Xem là nó có ngon không. Ngon thì có nghĩa là aroi. Nếu mà không ngon thì là may aroi. Video ngày hôm nay có giúp ích được cho các bạn hay không? Nếu như các bạn thích những video như thế này thì đừng quên thích và đăng ký kênh Jamie Ploy để cập nhật thêm những video mới hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Sawasdee ka.